Ôi trời ơi, không phải Hoàng Đan rồi, mất luôn đống tiền rồi. Bác khách này đang bảo thiếu 200 để lên căn chung cư, cho nên là đem cục Hoàng Đan này ra bán cho mình. Nhưng mà trước khi deal được giá thì cần phải xem là cục Hoàng Đan này bao nhiêu cân và chất lượng của nó đến mức như thế nào. Thì đầu tiên là bê cục này nặng quá. Cục này nó khoảng độ tầm 12 cho đến 12 đến 14 cân, khoảng tầm đấy. Thì cái cân nặng như này mình thấy ok rồi. Nhưng mà về cái chất lượng thì chưa biết là cái cục Hoàng Đan này chất lượng đến mức độ nào. Nhưng mà nhìn mặt thông thường đây thì cũng thấy vân veo và màu sắc kinh phết. Nhưng mà xem là chất lượng thế nào nhá. Ai chà. Đấy. Chất cũng đen này. Chất đen này. Chất đen và rất là bóng này. Đấy, chất đen và bóng. Cho nên là cái đoạn này là đoạn ở gốc. Tuy nhiên thì có cảm quan là cái này chưa chắc là đã phải là Hoàng Đan. Bởi vì là nếu như mà Hoàng Đan ấy thì cái vân nó sẽ lộ nó rõ hơn thêm một chút nữa. Và cái thứ hai nữa là nếu như ở gần gốc như này thì các cái vân này nó đan xen nhau vào với nhau nó kỹ hơn. Tuy nhiên thì cái mặt gỗ này cũng là một trong những cái phần rất là giống với lại cái Hoàng Đan. Đấy, bởi vì cục gỗ 200 triệu thì mình cũng phải làm cho nó rõ ràng một tí đúng không? Đấy, trên đây thì ôi thôi rồi. Thôi rồi. Hỏng rồi. Cái thứ nhất là tạt cái miếng gỗ ra ấy, mà nó có những cái vân mà nó sượp sượp kiểu này này. Sượp sượp kiểu này thì chắc chắn là cái tôm gỗ của Hoàng Đan nó không sượp sượp kiểu này được. Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai ấy là ngửi mùi thì lại ối rồi ôi. Ngửi mùi thì đây là bách xanh Sơn La nhá. Đây là bách xanh Sơn La chứ không phải là Hoàng Đan. Cho nên là bác khách đang bảo là thiếu 200 để lên chung cư thì vui lòng tiếp tục ở lại trong biệt thự. Đừng lên chung cư bởi vì cục này không phải là Hoàng Đan. Cho nên là không đủ 200 triệu để lên chung cư đâu nhá. Xin chia buồn với bác khách, cục này là bách xanh nhá, không phải Hoàng Đan nhá.